Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn vẽ một nhánh hoa lan. Hoa lan hồ điệp rất là đẹp nha các bạn. Đây là hôm nay mình được khách hàng tặng cho mình nguyên cái dĩa hoa lan. Và bắt đầu mình sẽ chỉ cho các bạn vẽ nha. Thì đây là mình lấy mực ra hết rồi. Đây là màu vẽ nè. Màu vẽ thì mình mua màu nước các bạn, màu vẽ không phai. Giờ mình sẽ vẽ cái bông hoa lan giống gì nha các bạn. Trước tiên mình lấy cái màu hồng, mình sẽ vẽ. Mình pha thêm một tí tím chứ trắng vô các bạn. Màu hồng cánh hoa này thì các bạn làm màu hồng nè, màu tím và màu trắng nha các bạn. Đó, mình sẽ vẽ cho các bạn xem. Ba màu trộn lại nha các bạn, không phải một màu mà ba màu trộn lại. Mình vẽ hoa lớn, hoa nhỏ và hoa vừa vừa cho cái áo nó đẹp. Cái này nó hơi tím quá, mình để hồng lên. Bộ màu vẽ này các bạn mua trên mạng chỉ có 200k là luôn cọ vẽ và màu. Màu vẽ không phai nha các bạn. Các bạn không cần màu, nó đều hết, mình cho nó khác khác. Cái này nó cũng lan lan, vừa trắng vừa hồng đó các bạn. Nó hồng hơi tím nên mình làm cho nó cũng giống giống như cái đó, nó thật hơn là một màu giống nhau. Vẽ rất là đơn giản, cái cánh hoa to thì các bạn vẽ rất là nhanh, còn cái cánh hoa nhỏ vẽ nó hơi lâu nha các bạn. Mình vẽ hoa trước. Mình sẽ tô lại từ từ nha các bạn, khi mà cái màu nó khô mình tô lại. Mình vẽ sơ cái khung trước đi các bạn. Đây là hoa lan hồ điệp đó các bạn.
cái vẽ này mình đã ủi keo rồi nha các bạn. Vẽ những cái nụ hồng hồng nhỏ nhỏ, những cái nụ hoa. Rồi mình chuốt từng cánh hoa lại nha các bạn. Mình chuốt cho nó sắc sảo lại. Cái này nó tím quá thì mình tô cho nó hồng lên. Nó hồng lên chút nữa nó hay hơn. Vẽ từ từ nét nha các bạn. Ở trong trong thì mình cho nó đậm hơn một tí để mình làm cái nhị nó cho nó lạ, cho nó thấy có cái nhị hoa ở bên trong đó. Bên trong mình làm đậm hơn đó các bạn. Như là cái nhị đó các bạn thấy không, bông lớn bông nhỏ luôn, nó màu hồng hồng tím chứ nó không phải là nấu màu. Mình chuốt lại cho cái nhị hoa nó đẹp nha các bạn. Mình làm cái nhị hoa nó ra rồi đó các bạn. Giống bông lan chưa các bạn? Xong rồi mình dùng cái cọ nét, dùng cái màu này nè bạn, màu xanh đó, mình lấy một cây cọ nét, cây cọ nét nè, mình vẽ nhánh.
mình vẽ cái đài hoa các bạn. Cái đài hoa ở dưới nữa nè. Thường thì các bạn cho nó vài cái sợi nhỏ nhỏ cho cái áo nó sinh động chút đó các bạn. Các bạn thấy không? Các bạn nào muốn học mai thiêu vẽ và kết hạt đồ thì cứ đăng ký cái kênh của mình, đó là nhà Mai Cát Đằng nha các bạn. Các bạn sẽ học được mai thiêu vẽ kết cườm và tất cả các cái công thức gì mình sẽ chỉ tất cả cho các bạn hết nha. Bây giờ mình lấy cái nhị màu vàng nha các bạn. Cái hoa nè, nhị vàng nè các bạn, đẹp không? Đó. Mình sẽ chấm nhị vàng vô cho cái hoa mình nó sinh động. Đó, các bạn thấy nhị hoa mình đẹp lên chưa? Cái áo màu trắng mình lên hào hơi tím tím hồng hồng rất là đẹp hết các bạn. Chỉ với bộ màu vẽ, màu cọ vẽ 200k các bạn sẽ vẽ được mấy chục bộ đồ luôn đó các bạn. Nên các bạn cứ mua về, thứ nhất là các bạn nào mà có bé gái là nó rất là thích vẽ luôn đó. Rất là rẻ, mình vẽ cái gì cũng được hết. Xong rồi đó các bạn, mình tác phẩm mình đã hoàn thành rồi đó. Đó, với bộ màu vẽ 200k các bạn sẽ vẽ được rất là đẹp luôn. Nguyên cái nhánh bông này to lắm đó, trên cái áo kiểu rất là đẹp luôn. Mình chỉ các bạn hết rồi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong công việc nhé.